Xin kính chào các anh chị, ngày hôm nay Khánh có mặt ở GDS Vietcap Group Office, tọa lạc ở 13232 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, đối diện chợ Mỹ Hoa và kế bên Apple Dentist. GDS Vietcap Group là công ty chuyên tư vấn kinh doanh cho tiệm nail và nhà hàng. Ngày hôm nay Khánh kính mời các anh chị bước vào bên trong showroom của công ty để tham quan. Như các anh chị được biết, công ty GDS Vietcap Group là công ty chuyên tư vấn giải pháp và chiến lược để giúp cho chủ doanh nghiệp làm sao có được lợi thế cạnh tranh và đạt được ba mục đích trong kinh doanh, đó là làm sao để tìm khách hàng mới đến với doanh nghiệp của chúng ta và có một cái hệ thống chăm sóc khách hàng để giữ chân được khách hàng, và đặc biệt là khi khách hàng đến tiệm chúng ta, khách hàng có thể chi thêm tiền trong cái doanh nghiệp của chúng ta. Thì ngày hôm nay Khánh muốn giới thiệu đến các anh chị về office ở phía trong của GDS. Thì GDS Vietcap Group cũng đã tạo nên những cái showroom như thế này để cho các anh chị có thể đến đây để mà được tư vấn cũng như là mình hình dung được cái business của mình ra sao. Thì bên đây là công ty cũng đã thiết lập những màn hình để mà quảng cáo upsell cho service và những hệ thống tối tân nhất để mà đáp ứng được cho chủ doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh ngày hôm nay. Thì phía sau này chúng ta cũng có những cái màn hình về bảng giá cũng như là về thiết kế in ấn, về booklet brochure. Rồi phía trong bên đây thì công ty cũng thiết lập cho các bạn tư vấn viên có những chỗ để mà có thể tư vấn cho doanh nghiệp của chúng ta, và phòng meeting, phòng support center là nơi mà các anh chị cần sự giúp đỡ qua phone hoặc qua support thì support center lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ. Và đặc biệt đây là hệ thống có thể nói rằng là đặc biệt dành riêng cho ngành nail, đó là hệ thống chăm sóc khách hàng và POS all in one, có thể quản lý từ xa để giúp cho doanh nghiệp làm sao có được cái lợi thế cạnh tranh và vận hành doanh nghiệp chúng ta qua cái hệ thống phần mềm, và có thể quản lý từ xa cũng như là có thể điều hành nhiều doanh nghiệp, nhiều tiệm nail hay là nhiều nhà hàng trong một cái hệ thống all in one này. Vì phía đây thì công ty cũng tạo ra một cái phòng để chúng ta có thể training và huấn luyện cho những nhân viên khi mà chúng ta có những cái chương trình đó. Nếu các anh chị chủ doanh nghiệp, các anh chị có những nhu cầu để công ty giúp cho các anh chị, tư vấn cho anh chị những chiến lược để mà phát triển, thì các anh chị có thể ghé thăm office của chúng em ở Houston hoặc có thể gọi cho số toll free của công ty 1-888-389-7240 hoặc gọi cho office Houston 1-888-858-5883. Rất là hân hạnh được chào đón các anh chị khi các anh chị đến với Houston, office của GDS Vietcap Group. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại.